Kính thưa quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, nếu tiêu chuẩn của một người tu là giới hạnh, thì rõ ràng người hành pháp sẽ cao hơn nhiều người hiểu pháp. Và thực hành được hạnh Đầu Đà là một công hạnh rất lớn, xưa nay không được mấy ai. Công chúng tán thán kính ngưỡng giới hạnh là việc nên làm, nhưng không nên sùng bái, suy tôn, thánh hóa sự minh tuệ ngay lúc này. Vì điều đó sẽ vô tình làm ảnh hưởng đến quá trình hành pháp của sư, đi ngược lại với tinh thần của Phật giáo. Còn đối với những người hiểu pháp, những người học Phật có tầm hiểu biết thâm sâu, đang hàng ngày thuyết pháp cho các Phật tử, mà lại đi sân si dùng những lời lẽ thô lỗ với người đang hành pháp, gây nên sự bất bình trong nhân dân, thì thật sự cần phải tự xem lại mình. Bàn về việc sư Minh Tuệ đi hành khất, đã có không ít các nhà sư trình bày những quan điểm của cá nhân, nhưng lại gắn cho đó là những giáo lý của Đức Phật. Bên cạnh những nhà sư chân chính thuần hành, bày tỏ sự cung kính ngưỡng mộ sư Minh Tuệ, thì lại có không ít các nhà sư có những quan điểm gây gắt trái chiều. Sau đây là một số nhà sư như thế. Trong một bài thuyết pháp gần đây vào ngày 10 tháng 5, năm 2024, khi nói về quyền tư duy, sự suy luận mỗi người, có một sư thầy vô cùng nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng trong Phật giáo Việt Nam chúng ta đã trình bày suy nghĩ của sư. Chúng tôi xin trích đọc một đoạn nội dung như thế này. Ta suy luận, tự ta suy luận đó là tà tư duy. Suy nghĩ sai, suy nghĩ xấu, suy nghĩ bậy gán cho người khác. Cái đó ta cũng chẳng nói ra, rồi thì gặp nhau cũng cười, vui vui cũng cười, mà trong đầu toàn nghĩ bậy không à. Rồi toàn chê người này, trách người kia không. Mấy cái đó cũng là tà tư duy, suy luận sai để rồi chê người này, trách người kia. Hoặc là sao? Suy luận sai để rồi ngưỡng mộ một cái thằng ba trận cũng là tà tư duy. Thưa quý vị và các bạn, nếu như nội dung chỉ dừng lại ở đó, chắc hẳn chúng ta cũng đã cảm thấy mất thiện cảm một chút khi thầy nói đến thằng ba trận. Là một nhà tu hành có tầm ảnh hưởng với công chúng, lại có thể dùng những từ ngữ rất cá nhân và thiếu tinh tế đến như vậy. Nhưng không, sư thầy không dừng lại ở đó mà lại tiếp tục lấy thí dụ như thế này. Thí dụ như mấy cái tay đó mặc đồ rách, nó ôm cái bình bát, nó đi lang thang. Ô, đây là thánh nhân, cuộc đời của tôi, đây là bậc thánh, cũng là tào lao ba trận, mà không biết có phải tay đó nó có thiệt hay không, nó tu cái gì, nó học cái gì, nó học bao nhiêu kinh điển, nó dứt tâm được chưa, nó biết cái giới hạn của giới luật là gì không, lời Phật dạy nó học được bao nhiêu cái, sửa được cái gì rồi. Chỉ thấy nó mặc áo rách, nó ôm cái nồi cơm nó đi, thế là ô, đây là bậc thánh của tôi, đó cũng là ba trận, đó cũng là tà tư duy. Thưa quý vị và các bạn, nghe đến đây chắc hẳn trong chúng ta ai cũng có những cảm nhận riêng của mình. Chúng ta biết chắc rằng thầy đang ám chỉ đến ai, vì chúng ta biết rằng hiện tại cả đất nước chỉ có mỗi một nhà sư duy nhất có 102 mặc áo rách, mang nồi cơm điện đi khất thực khắp đất nước. Lời nói của thầy cũng có một số Phật tử đồng tình, nhưng đại đa số cộng đồng mạng là bất bình, là phẫn nộ gay gắt và dậy sóng lên án trước những lời nói của thầy. Có rất nhiều bình luận công khai công kích như sau: ông này không xứng nói về thầy Thích Minh Tuệ, người mang áo cà sa mà xứng si vô độ, thật là tiếc cho những người ngồi nghe ông ấy nói, muốn sân lắm mà phải cam chịu. Nên xem lại tư cách ông này, không biết thực giả ra sao, nhưng người ta khổ hạnh hướng Phật thì dù một chữ kinh Phật không biết, tôi vẫn tôn trọng. Họ có cái tâm Phật, chứ không phải là học bao nhiêu giáo lý, qua bao nhiêu trường lớp là tiến sĩ như ai kia. Ông này nên bỏ áo hoàng tục đi, ông quá sân si và nhỏ nhen, tu kiểu hưởng thụ như ông thì quá tầm thường.
mới đoạn đầu nói chê người này, trách người khác là tà tư duy, cuối cùng mình lại kêu người khác là thằng ba trận. Rốt cuộc ai mới là tà tư duy? Thưa các bạn, và còn rất nhiều bình luận bức xúc khác của công chúng trên khắp mọi miền Tổ quốc cũng như ở nước ngoài. Hẳn chúng ta sẽ chưa quên cách đây không quá lâu, mạng xã hội cũng dậy sóng với không ít quan điểm của vị sư thầy này. Trong một bài pháp, sư thầy đã đưa ra quan điểm rằng lúc còn trẻ mà ham mê du lịch nhiều nơi, tới khi về già bị liệt nằm một chỗ, đó là nhân quả. Đi du lịch, chúng ta hãy đến những nơi tu tập tâm linh giác ngộ, đi để làm từ thiện, để cúng dường là chính, đừng có đi chơi, đi ăn hải sản, vì như vậy là hết phước liền. Những lời nói này đã nhận lại bão phẫn nộ từ cộng đồng mạng, vì họ cho rằng đây đều là lý thuyết suông, mê tín dị đoan vớ vẩn. Thông qua những lời giảng này, nhiều người cho rằng nhà sư đang quảng cáo về du lịch tâm linh khi khuyên các Phật tử nên đến những nơi tu tập giác ngộ làm từ thiện. Bên cạnh đó, sư thầy dùng các từ ngữ mạnh như bị liệt, nằm một chỗ, nhân quả, khiến cho nhiều người nghe cảm thấy khó chịu và cho rằng sư thầy đang rủa mình thì phải. Hiện tại, sư thầy chưa lên tiếng về những phát ngôn gây bão của mình và câu chuyện vẫn đang được tiếp tục cập nhật thêm. Song, từ góc độ nhìn nhận chung, chúng ta thấy một người tu hành, một nhà sư nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng nhân dân, một người nằm trong giáo hội Phật giáo Việt Nam mà có những lời nói thiển cận như vậy thì thật không nên một chút nào. Tiếp đến, chúng ta lại bắt gặp một sư thầy khác có kênh truyền thông YouTube chính thống hơn 300.000 lượt đăng ký. Trong một bài giảng có nhắc về sư Minh Tuệ như thế này: ổng đi chân không luôn đó quý vị, nổi tiếng lắm. Đi chân không, ổng đi từ Bắc ra Nam, đi không phải đơn giản nha quý vị. Cái tâm này kinh thiệt á, chứ không phải là chuyện giỡn đâu. Bây giờ á, bắt nhuận đức mà đi chân không ở đây thôi á, đi một chút cũng không nổi, nóng. Cái bàn chân của mình mà trở thành mặt qua da phấn, bước một cái xuống, nóng cái là nóng, không đơn giản, đúng không quý vị? Đâu có đơn giản đâu, thử mình đi đi. Mà nắng đây nè, khúc quanh chùa này nè, tự đi chút thử coi rồi biết. Vậy mà ổng đi chân không từ Bắc ra Nam, cái này cũng quá phi phàm đúng không quý vị? Đúng là mình phải công nhận, là mình phải tán thán, phải hết sức tán thán. Nhưng mà mấy người làm theo được không? Thưa quý vị và các bạn, nếu như bài giảng chỉ dừng lại ở đây thôi thì không có cái gì để chúng ta bàn cãi cả. Những điều thầy thuyết pháp trước Phật tử là hợp về lý, hợp về tình. Thế nhưng ngay sau đó, thầy lại quá khích mà châm biếm hết lời với một giọng điệu cực nhã, chế giễu, thậm chí còn ca hát thành bài cười nói sang sảng, ha ha, trong buổi thuyết pháp để nói về sư Minh Tuệ như sau. Chúng ta có thể hết lòng mà tán thán, nhưng mà Nam Mô A Di Đà Phật, xin thầy, thầy đi đi, con không có đi. Thầy có một tâm nguyện, chắc thầy phải buông bỏ hết chùa chiền để đi khất thực quá. Đi chân không từ Vũng Tàu đi ra biển Vũng Tàu, rồi cười ha ha sang sảng. Thưa quý vị và các bạn, nếu như thầy nói không đi được như sư Minh Tuệ, nhưng mà cách thầy nói rồi cười ngạo nghễ giễu cợt thầy Thích Minh Tuệ thật khiến cho người nghe cảm thấy khó chịu và bất bình. Cũng là bạn đồng tu với nhau như mình, tu thì có nhiều cách, tu nhà, tu chùa, tu chợ, mỗi người có một cách tu khác nhau. Nếu không ủng hộ đường tu tập của người khác thì cũng không nên đi cười ngạo nghễ đường lối tu tập của họ. Rất nhiều Phật tử đã đặt câu hỏi, thầy nên xem lại mình, sao đi tu mà lại lên sân si với những người bạn đồng tu với mình như vậy? Thầy có phước, có duyên, được tu ở nơi mát mẻ, sang trọng, còn người khác chưa có phước, có duyên thì họ tu ở ngoài đường, ngoài chợ.
Cái đó là cái chuyện bình thường, tu ở đâu cũng được. Tuy rằng sư Minh Tuệ không có các đệ tử, không có tu ở chùa nào cả, nhưng mà mọi người, người ta gặp sư, người ta kính trọng lễ bái. Hình ảnh sư đi khất thực, nó phóng ra một cái năng lượng lan tỏa rất tích cực, làm cho con người ta từ bỏ tham sân si, hướng tới những điều thiện lành. Cái đó mới thực sự cao quý đối với một người tu học Phật. Dân, kính thưa quý vị Phật tử và quý khán thính giả, việc một vị sư với y áo chấp giá, bằng những mảnh vải rách, cầm nồi cơm điện thay bình bát đi khất thực, hình ảnh nhận diện của nhà sư đầu trần chân đất, sự phát nguyện bộ hành dọc đất nước để tập học Phật Pháp, được người dân khắp nơi tôn kính theo dõi. Song báo chí chính thống truyền thông trong nước có rất ít bài chia sẻ về việc này. Khi chúng ta tìm kiếm từ khóa sư Minh Tuệ trên Google Search, chỉ có một bài viết trên VTC News nhắc đến ông với tựa bài "Hãy để cho sư Minh Tuệ được yên thân tu tập". Ngoài ra không thấy các trang web báo điện tử, truyền hình trong nước nhắc về chuyện này. Cho đến ngày 15 tháng 5, vẫn rất hạn chế loan tải thông tin liên quan. Điều này khá xa lạ so với những tin tức nóng cập nhật trong ngày khác. Phải chăng đây là một vấn đề nhạy cảm và có tầm ảnh hưởng sâu rộng tới Phật giáo cũng như chính trị trong nước? Truyền thông nhà nước không nhắc đến sư, nhưng hàng chục YouTuber đã đi theo sư Minh Tuệ, ghi lại trên từng nẻo đường mà vị sư này đi qua. Do đó, nếu tìm kiếm trên mạng, nhiều người sẽ thấy hàng chục video về sư được các trang YouTuber hoặc Facebook đăng tải, khiến sư đang trở thành một hiện tượng. Nói về sư Minh Tuệ, ông Thành Đỗ từng là trưởng ban nghiên cứu Phật học, giảng viên trường Đại học Phật giáo Paris, giải thích tại sao vị sư chân chất này đang trở thành hiện tượng. Cái cốt lõi của đạo Phật, của một người tu sĩ là giới, định và tuệ. Khi một người tu sĩ giữ chặt những giới luật của một người tu sĩ, thì cái giới sẽ sinh ra cái định, và cái định sẽ sinh ra cái tuệ. Cái tuệ khi đã có rồi, thì giống như ngọn đèn được thắp sáng trong bóng đêm. Từ xa, người ta nhìn thấy ngọn đèn đó sẽ tìm đến. Một vị sư mà giữ giới thật là chặt thì tự nhiên sẽ tỏa sáng và mọi người sẽ đến với ông ta. Một nhà báo trẻ trong nước nói rằng đây là phản ứng tích cực của xã hội, phản ứng từ bỏ cái xấu, sống tin theo cái tốt. Nó khác xa hoàn toàn với những nhà sư nổi gần đây kêu gọi Phật tử cúng dường, rồi vẽ ra những chuyện mê tín để thao túng người dân đi vào những hố sâu của mê muội. Cho nên bản thân câu chuyện thanh bạch và đi hành đạo của sư Minh Tuệ cho thấy một sự khác biệt rất rõ. Và sự ủng hộ đối với thầy Thích Minh Tuệ cũng cho thấy thái độ của người dân đối với một người tu chân chính. Đồng quan điểm với nhà báo này, nhiều người nhận định thêm rằng sở dĩ sư Thích Minh Tuệ được mọi người sùng bái là bởi có nhiều sư thầy tăng ni gần đây xảy ra tình trạng kêu gọi Phật tử cúng dường quá nhiều, nên sư Minh Tuệ không nhận tiền cúng dường thì người dân sinh lòng thần tượng. Tuy nhiên, hôm 16 tháng 5 năm 2024, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lên tiếng trước hiện tượng sư Minh Tuệ này sau nhiều ngày. Thông báo được gửi đến Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tỉnh, thành phố có nội dung như sau. Trong những ngày vừa qua, trên mạng xã hội TikTok, Facebook, YouTuber, Instagram, Twitter xuất hiện nhiều hình ảnh clip về người đàn ông mang hình dáng nhà sư đi bộ hành dọc tuyến đường từ Khánh Hòa ra Hà Giang và ngược lại. Người này được mạng xã hội gọi là sư Thích Minh Tuệ. Trong lộ trình đi bộ qua các địa phương, đã có nhiều người dân và Phật tử tập trung với số lượng đông, cúng dường vật phẩm, thức ăn, tạo ra nhiều hình ảnh, clip gây ra nhiều dư luận trái chiều, làm ảnh hưởng đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Qua tìm hiểu xác minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định
người đàn ông này không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa và cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Điều này cũng đã được chính người đàn ông này khẳng định trong các clip trên mạng xã hội. Công văn cũng nêu rõ, người đàn ông này có tên là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình ông Lê Anh Tú sinh sống tại huyện Igrai, tỉnh Gia Lai. Ông Lê Anh Tú, sau khi từ bỏ công việc đo đạc địa chính tại tỉnh Phú Yên, đã thực hiện một vài lần đi bộ hành từ Khánh Hòa ra các tỉnh phía Bắc và ngược lại. Tuy nhiên, lần này, một số người dùng mạng xã hội đã sử dụng hình ảnh đi bộ hành của ông Lê Anh Tú tạo sự hiếu kỳ, thu hút nhiều người dân đi theo, tạo nên hiệu ứng câu view và có nhiều bình luận xuyên tạc đời sống tu hành của tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong mấy ngày nay, ông Lê Anh Tú đang đi bộ hành trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh hướng về Khánh Hòa. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố có thông báo với đông đảo Phật tử và nhân dân được biết để không ngộ nhận ông Lê Anh Tú là nhà sư, liên hệ với chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội tạo làn sóng dư luận xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trước khi có thông báo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì tất cả người dân chúng ta đều biết sư Minh Tuệ không phải là sư. Sư cũng đã khẳng định rất nhiều lần khi có người hỏi, việc mọi người gọi sư là sư xuất phát từ sự ngưỡng mộ, kính mến, một người hành đạo chân chính, khác với những người học đạo và hành đạo họ từng biết. Dù sự việc này có đi tới đâu, thì chúng tôi, những người làm truyền thông về Phật Pháp, luôn mong muốn mọi người tin yêu vào đạo Phật và nhân quả. Hãy là những Phật tử chân chính, bỏ ác hành thiện. Nếu như quý Phật tử có kính trọng, tin yêu vị sư nào, thì cũng không nên vì thế mà so sánh vị sư này với vị sư kia. Có chăng thì hãy tự chiêm nghiệm bằng sâu thẳm niềm tin Phật Pháp của chính mình. Quý Phật tử sẽ tự có câu trả lời thỏa đáng. Và cũng không nên vì niềm tin, sự ngưỡng mộ mà đi theo làm cản trở giao thông, cản trở người tu trên con đường học đạo của họ. Cuối cùng, chúng tôi xin được kính chúc quý Phật tử, quý đạo hữu, quý thính giả đang theo dõi kênh, thân tâm luôn an lạc, bình an và hạnh phúc trên con đường nghe Pháp, học đạo cũng như hành đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Đạo Phật nói, cuộc đời là biển khổ mênh mông, không có ngày thôi dứt. Nếu cảm thấy con đường phía trước u tối, hãy mở bài viết về lời Phật dạy, về khó khăn trong cuộc sống này ra, và bạn sẽ mỉm cười, có thêm động lực để bước tiếp. Đạo Phật nói, cuộc đời là biển khổ mênh mông, không có ngày thôi dứt. Hãy lắng nghe những lời Phật dạy về những khó khăn trong cuộc sống sẽ mang lại cho bạn chỗ dựa tinh thần khi phải đối mặt với những trở ngại trên con đường đi tìm thành công, hạnh phúc của riêng mình. Sau đây là 63 lời Phật dạy về những khó khăn trong cuộc sống. Mời quý Phật tử và quý thính giả cùng nghe. Thứ nhất, vạn vật vốn vô sinh vô ngã. Nghĩ làm gì khi đã thấy chân như? Hãy tịnh tâm mà an tĩnh trong thiền, khai trí tuệ, ta đi tìm bến giác. Mỗi khi mỗi bước trên con đường mình đã chọn, hãy tự nhủ mình rằng, tiếp tục đi, đừng dừng lại. Mỗi bước có thể khó khăn hơn, nhưng đừng dừng lại. Diễn cảnh đẹp nhất là lúc ở trên đỉnh. 3. Nó chỉ là vấn đề nếu con nghĩ nó là một vấn đề. 4. Đừng nghĩ mãi về quá khứ, nó chỉ mang tới những giọt nước mắt. Đừng nghĩ nhiều về tương lai, nó chỉ mang lại lo sợ. Sống ở hiện tại với nụ cười trên môi, nó sẽ mang lại niềm vui cho con.
5. Nếu không có được điều con muốn, có nghĩa là cái gì đó tốt đẹp hơn đang đến. 6. Hiểu và biết ơn những nỗi sợ. 7. Giá trị của một con người không phải là khi họ đang ở vị trí thuận lợi, mà khi họ đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn và đau khổ nhất. 8. Đã từng trải qua khó khăn, chứng minh thành công cách con không xa. 9. Đừng để quá nhiều những việc của ngày hôm qua chiếm lấy ngày hôm nay của con. 10. Những thứ đã mất đi, kỳ thực là do chúng chưa từng thực sự thuộc về con. Vậy nên, đừng nuối tiếc, lại càng không cần phải nhất quyết đòi lại cho bằng được. 11. Trước khi thành công, đừng nói cho bất kỳ ai. 12. Cuộc sống mệt mỏi, một nửa là vì sinh tồn, một nửa còn lại là vì dục vọng và sự so sánh. 14. Hãy đối xử tốt với bản thân mình một chút. Bởi lẽ đời người dài chẳng tài gan. Hãy đối xử với những người xung quanh tốt một chút. Bởi vì một đời chưa hẳn đã có thể gặp lại nhau. 15. Xin lỗi là một sự chân thành. Không sao, là một phong thái. Nếu con đã xin lỗi một cách chân thành, nhưng lại không được đền đáp lại bằng phong thái, không sao, vì chỉ có thể nói rằng đối phương là kẻ vô tri và thô tục. 16. Mỗi người chỉ có một trái tim, nhưng lại có hai ngăn. Một ngăn chứa niềm vui, một ngăn đựng nỗi buồn. Đừng cười lớn tiếng, nếu không sẽ khiến cho bi thương bên cạnh thức giấc. 17. Chỉ cần chân của con đứng trên mặt đất thì con đừng coi nhẹ bản thân. Chỉ cần con vẫn còn sống trên trái đất này thì đừng coi bản thân mình quá chỉ đại. 18. Mong con đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oán ức và bất mãn của mình. Có như vậy, người khác mới khả dĩ tiếp nhận. 19. Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi theo đuổi những thứ sai lầm. 20. Nếu con không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não, vì chính tâm của con không buông xuống nổi. 21. Bình yên đến từ bên trong, đừng tìm nó bên ngoài. 22. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang, thì tôi lại phát hiện có người không có chân. 23. Khi đang sống trong bóng tối, tại sao con không đi tìm ánh sáng? 24. Con hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình. 25. Con phải luôn mở lòng khoan dung, lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương, con phải buông bỏ mới có được niềm vui đích thực. 26. Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai. 27. Khi nào con thật sự buông xuống thì lúc ấy sẽ hết phiền não. 28. Cùng là một chiếc bình như vậy, tại sao con lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm, tại sao con phải chứa đầy những phiền não như vậy? 29. Thời gian trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của con đi. 30. Con cứ xem những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng, như thế con sẽ rất đau khổ. 31. Chỉ cần đối diện với hiện thực, con mới vượt qua hiện thực. 32. Nếu có thể sống qua những ngày bình an, thì đó chính là phúc phần rồi.
biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được dần thái dương của ngày mai. Biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế. Biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do. Biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành nước mất nhà tan. 33. Cảm ơn đời với những gì tôi đã có. Cảm ơn đời những gì tôi không có. 34. Vạn vật vốn vô sinh vô ngã. Nghĩ làm gì khi đã thấy chân như? Hãy tịnh tâm mà an tĩnh trong thiền. Khai trí tuệ, ta đi tìm bến giác. 35. Lấy từ bi và ôn hòa để thắng nóng giận. Lấy hiền lành để thắng hung dữ. Lấy bố thí và lòng rộng rãi để thắng tham lam. Lấy chân thực để thắng giả dối. 36. Sống một ngày là có diễm phúc một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang, thì tôi lại phát hiện có người không có chân. 37. Thất bại không phải là bạn không biết làm điều gì đó. Thất bại là bạn biết nhưng không làm. Hãy thành thật với bản thân, hành động theo tiếng nói của trái tim để đạt được điều bạn mong muốn. 38. Nếu một người chưa từng cảm nhận sự đau khổ, khó khăn thì rất khó cảm thông cho người khác. Còn muốn học tinh thần cứu khổ cứu nạn thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn. 39. Đời quá ngắn, thương nhau còn chưa đủ. Bận lòng chi bao quán hận bâng quơ. Ta cười bỗng trong gương cười trở lại. Lòng yêu thương thành biển rộng vô bờ. A-di-đà Phật. 40. Trên đời, việc gì cũng đều có lý do không thể cưỡng cầu. 41. Với người, đừng cầu mong tất cả thuận theo ý mình. Vì được thuận theo ý mình thì lòng tức kiêu căng. 42. Nguồn gốc mọi đau khổ của con người chính là luyến ái. 43. Người chinh phục chính mình còn vĩ đại hơn 1.000 lần người chinh phục 1.000 người đến chiến trường. 44. Hãy vững như bàn thạch để không bị lung lay trước giông bão. Những người khôn ngoan cũng không bị ảnh hưởng bởi những lời khen chê theo cách đó. 45. Đừng lãng phí một giây phút nào. Những giây phút lãng phí sẽ khiến con đi thụt lùi. 46. Có sinh ắt có diệt, có hợp ắt có tan, có thịnh ắt có suy. Khi vui, con hãy hiểu rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi đau khổ, hãy nhớ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn. Vạn pháp thế gian vốn vô thường. 47. Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu. 48. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ. Vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh. 49. Ở đời, đừng cầu không hoạn nạn. Vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. 50. Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc. Vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. 51. Đừng trách, đừng buồn, đừng thở than. Đừng hờn, đừng giận, đừng ngỡ ngàng. Nhẹ nhàng chấp nhận điều ngáng trái. Oán hận làm chi chuyện bẻ bàn. 52. Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng. Vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. 53. Việc đã làm thì đừng cầu mong dễ thành công. Vì việc dễ thành công thì lòng mình thường kiêu ngạo. 54. Lấy bệnh khổ làm thuốc thần. Lấy hoạn nạn làm giải thoát.
lấy khúc mắc làm niềm vui, lấy ma quân làm bạn đạo, lấy khó khăn làm thích thú, lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy người chống đối làm nơi giao du, coi sự thi ân như đôi dép bỏ đi, lấy sự xả lợi làm vinh qua, lấy quan ức làm cửa ngõ đạo hạnh. 55. Không quan trọng quá khứ của con khắc nghiệt như thế nào, luôn luôn có thể bắt đầu lại. 56. Những điều tốt đẹp đến với ai tin tưởng, những điều tốt hơn đến với ai kiên nhẫn, và những điều tốt nhất chỉ đến với người không bỏ cuộc. 57. Cuộc hành trình ngàn dặm phải bắt đầu từ những bước đầu tiên. 58. Cuộc sống không có nghĩa là dễ dàng, nó luôn biến động, đôi lúc hạnh phúc, có lúc lại khổ đau. Nhưng với tất cả những bước thăng trầm trong cuộc sống, con lại học được những bài học làm cho con mạnh mẽ lên. 59. Khi cuộc sống đặt con vào chuyện thế khó khăn, đừng bao giờ nói tại sao lại tôi, mà hãy nói là tôi sẽ cố gắng. 60. Rất nhiều người sợ nói ra những gì họ muốn. Đó là lý do tại sao họ không có được những gì mình muốn. 61. Con không thể chặn những con sóng, nhưng con có thể học cách làm thế nào để lướt sóng. 62. Sự kháng cự của bản thân với những gì xảy ra xung quanh tạo nên sự đau khổ cho con. 63. Không có thất bại, chỉ có những cơ hội học hỏi. Có đức mặc sức mà ăn, hẳn là câu nói quen thuộc đối với chúng ta. Các bậc thánh nhân xưa cũng đều nói rằng, đức kết nối, phối hợp trời và đất, nên sẽ được trời bảo hộ, trợ giúp. Một người có bồi dưỡng đầy đủ đạo đức tốt đẹp, nhân ái, thiện lương, mang trong mình lòng biết ơn, thì người ấy mới tràn ngập dòng năng lượng thuần chính. Đạo đức là điều kiện căn bản làm nên phúc đức một đời người. Người không có đạo đức giống như một mảnh đất cằn cỗi, chẳng thể làm nổi việc gì lớn lao. Nếu làm được, thành quả dẫu cao đến đâu sớm muộn cũng tan thành sương khói. Giống chỉ của bất chính chẳng thể tồn tại lâu bền. Mời quý Phật tử và thính giả cùng nghe lời Phật dạy về người có đức và kẻ thất đức. Có câu chuyện kể rằng, từ xưa, rất xưa, con người họ lấy nắm ăn và sống ở thế gian khá lâu. Ai ăn nhiều thì nhan sắc thô xấu, ai ăn ít thì nhan sắc còn tươi đẹp. Do đó, người đoan chính sinh tâm kiêu mạn, khinh khi người thô xấu. Ngược lại, người thô xấu sinh tâm ghen ghét người đoan chính, tranh tụng thị phi lẫn nhau. Bây giờ, nắm không sanh lại nữa, mà sanh ra loại gạo đầy đủ hương vị thơm tho, tinh khiết. Họ lấy gạo này ăn, sau đó con trai, con gái thân thiết nhau, rồi phát sanh tình dục, nên thế gian bắt đầu có bào thai sinh ra từ sự bất tỉnh. Thuở đó, con người ăn lúa gạo, tự nhiên hễ lấy đi bao nhiêu thì lúa lại sanh ra bấy nhiêu. Trong nhóm người đó có kẻ biến nhát, tranh nhau tích trữ lúa gạo, làm cho gạo trở nên hư xấu. Đồng thời, khi gặt rồi không sanh trở lại như trước. Vì thế, họ chia đất ra để gieo trồng, nên dần dần sanh ra trộm cắp của nhau, gây tạo nhiều điều xấu ác, phiền não, bất tỉnh. Đó là nguyên nhân đưa đến sanh và bệnh chết khổ báo trong ba điều dữ. Chính con người tạo 10 điều ác, nên cõi đất sinh ra gai gốc mũi mồng, rần sệt, rắn rết, đầy rẫy sự ô uế. Bởi gây nhiều ác nghiệp nên tuổi thọ dừng mãi. Cho đến lúc loài người chỉ còn sống có 10 tuổi đã chết. Khi đó có nạn đao binh nổi lên, họ lần lượt giết hại lẫn nhau trong 7 ngày.
Những người có trí tìm cách lấn vào rừng sâu, trong hang hố. Qua 7 ngày, họ đi ra, hễ gặp người nào còn sống sót lại vui mừng không xiết. Rồi họ nghĩ rằng, chúng ta do chứa nhiều điều ác nên gặp phải tai nạn này, khiến cho thân tộc chết chóc, gia đình tan nát. Vậy, chúng ta nên tu thiện, từ bỏ sắc sanh. Nhờ phước đó nên tuổi thọ tăng lên 20 tuổi. Khi sống 20 tuổi, có người lại nghĩ, chúng ta nhờ không sát sanh mà tuổi thọ tăng lên. Vậy nay nên tu thêm không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói ác khẩu, không thêu dệt, không bỏng sẻn, không ganh ghét, không tham lam, không sưng nhuế, không tà kiến. Biết hiếu dưỡng cha mẹ, tôn thờ sư trưởng, nên tuổi thọ tăng mãi lên đến 8 vạn tuổi. Cõi đất lúc này bằng phẳng, không có hầm hố, gai gốc, mũi mọng, rắn rết, độc trùng. Ngói cát, đá, sản, sỏi đều biến thành lưu ly. Dân cư đông đúc, ngũ cốc sung túc giàu sang, vui vẻ vô cùng. Lúc đó có Đức Phật Di Lặc ra đời, hiện ra độ chúng sanh. Nói chung, nếu chúng ta muốn thần tượng thập thiện nghiệp một cách trọn vẹn, tốt đẹp, chỉ cần ghi nhớ 10 điều để thực hành. Điều thứ nhất, chẳng những không sát hại chúng sanh, mà cũng phải ăn chay, thương yêu, tha thứ, phóng sanh. Thứ hai, chẳng những không trộm cướp tài vật của người ta, mà còn phải làm việc bố thí. Thứ ba, chẳng những không tà dâm, mà còn phải biết tôn trọng nhân phẩm, tiết hạnh của người khác. Thứ tư, chẳng những không nói láo, sự dối trá, mà còn phải nói lời chân chính ngay thật. Thứ năm, chẳng những không nói lời đâm thọc, làm cho người ta hận thù, chia lìa nhau, mà phải nói làm sao cho người ta hòa hợp, thương yêu, đoàn kết với nhau. Thứ sáu, không được nói lời thô lỗ, độc ác, mà phải nói lời êm dịu, ôn hòa, nhu thuận, hiền lành. Thứ bảy, không được nói lời thiêu dệt, trao chuốt, thô tục, trái đạo nghĩa, mà cần phải nói lời nhân nghĩa hữu ích cho mọi người và mọi loài. Thứ tám, không được tham lam, gian xảo, mà phải tu hành thiểu dục, trí túc, vì vạn vật đều giả dối, vô thưởng. Thứ chín, không được giận hờn, oán hận ai hết, mà phải luôn luôn có lòng từ bi hỷ xả, nhẫn nại đối với tất cả chúng sanh. Thứ mười, không để tâm u mê, tà kiến, mà phải có tâm chứng kiến sáng suốt, sống hợp lẽ đạo chân chánh. Hơn nữa, mười giới này có tính căn bản và hợp lý, dù ở bất cứ thời đại nào vẫn có giá trị. Vì mình biết quý trọng mạng sống, thì phải tôn trọng sinh mạng mọi loài. Mình biết quý mến tài sản, thì phải tôn trọng tài sản của người. Mình lúc nào cũng giữ gìn hạnh phúc gia đình, thì phải biết tôn trọng hạnh phúc gia đình người. Mình không muốn ai lừa đảo thì phải tôn trọng sự thật. Mình không muốn ai đâm thọc thì chớ nói lời ly gián người ta. Chúng ta chẳng ưa ai chửi mắng thì chớ nói lời thô ác, xúc phạm người. Chúng ta không thích ai thêu dệt thì không nói thêm bớt chuyện người. Chúng ta không thích ai lôi kéo mình vào lòng tham dục thì chớ có xúi người chạy theo dục vọng thấp hèn. Chúng ta không muốn ai sân si với mình thì đừng có sừng sộ, phẫn nộ, giết người. Chúng ta không muốn ai mê hoặc mình thì đừng chỉ người khác đi vào con đường mê tín tà dại. Trong kinh Trường A Hàm, Phật dạy các cư sĩ, phàm người giữ giới thì có 5 công đức. Thứ nhất, cầu bất cứ điều gì đều được như ý. Thứ hai, tài sản phát đạt, không sa sút. Thứ ba, đi đến đâu đều được mọi người kính mến. Thứ tư, tiếng tốt đồn khắp nhân gian. Thứ năm, sau khi qua đời, được sinh về cõi trời. Này các cư sĩ, trái lại, nếu người nào không giữ giới thì có 5 điều suy hao. Thứ nhất là cầu tài lợi, không toại nguyện. Thứ hai, dù có được tài lợi
nhưng mỗi ngày một hao mòn. Thứ ba, đến bất cứ đâu đều bị mọi người khinh bỉ. Thứ tư, tiếng xấu đồn khắp thiên hạ. Thứ năm, sau khi qua đời, bị đọa vào địa ngục. Kim Bồ Tát Phật Bảo Xá Lợi nói rằng, chúng ta nên bố thí Bồ Tát trong khi tu hành. Trong khi tu hành, phải luôn luôn nghĩ đến điều thiện. Nếu không nghĩ đến điều thiện thì ngay lúc ấy, những điều ác sẽ dấy lên. Thà chịu mất thân mạng, chứ không phản giới sát sanh, đạo tặc tà dâm, vọng ngữ, hai lưỡi ác khẩu, thiêu dệt, tham tục. Chúng ta có thể mất tiền bạc của cải vật chất thân mạng, nhưng đừng để mất giới đức, vì mất giới đức là mất tất cả nhân lành, thì thật là nguy hại ở trong hiện tại và vị lai. Có một bài kệ nói rằng, cột tâm lý giới làm dây, lắng tâm lấy định dựng xây đạo tràng, rõ thấy trí huệ soi đàn, tâm không cảnh tỉnh, niết bàn ái vui. Trong kinh Trung A Hàm, Phật dạy: Này A Nan, nhân giữ giới mà được không hối hận, nhân không hối hận mà được hoan duyệt, nhân hoan duyệt mà được hỷ, nhân hỷ mà được chỉ, nhân chỉ mà được lạc, nhân lạc mà tâm được định. Này A Nan, dân bạch Đức Thế Tôn, nhân định mà có chi kiến như thật, nhân chi kiến như thật mà được nhàm chán, nhân nhàm chán mà được vô dụng, nhân vô dụng mà được giải thoát, nhân giải thoát mà cứ chi kiến giải thoát. Việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa, thì giới hết khổ, lo phước ba cõi tôn quý, quỷ thần và ác độc không hại người giới trì. Dưỡng giới phước an vui, phạm giới tâm lo sợ, dứt được lậu ba cõi, người này gần niết bàn. Ở đời người ta thường nói, ông đó, anh đó, ăn có đức, bà kia ăn ở không có đức. Muốn biết người đó có đức hay không, chỉ cần nhìn cách cư xử của họ đối với người khác như thế nào, và xem họ có tu tập thiện hay không, thì biết ngay. Trong khi Kinh Phật dạy, người nào có giữ giới mới sinh ra các công đức, còn người nào không giữ giới thì các cội công đức dứt mất. Lời Phật dạy quả thực là đúng. Người mà suốt đời không biết tu là gì, tối ngày cứ mãi gây tạo thập ác, não hại chúng sanh, thì thử hỏi hạng người như thế có đức hay không? Chắc chắn là không có đức, tương lai phải lãnh lấy ác báo. Còn người nào biết quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới thập thiện, biết lấy tâm từ bi hỷ xả đối xử với tất cả chúng sanh, chứng tỏ người đó có công đức lớn, tương lai sẽ hưởng được thiện báo. Đức Lục Tổ dạy trong Kim Hạ là công ngoài lễ kính là đức, nghĩa là người nào biết kính trên nhường dưới lễ bái Phật Trời, đó là người có công đức. Trái lại là người mất đức. Lục Tổ lại nói tiếp: Bình là công, đẳng là đức. Nghĩa là quý Phật tử biết lấy tâm bình đẳng đối xử trong gia đình cho đến ngoài xã hội, thì đó là người có công đức. Trái lại là người thất đức. Trong cuộc sống có rất nhiều nguyên nhân làm cho con người ta thành kẻ mất đức. Điển hình như thấy ai giàu sang thì nịnh bợ, nghèo khó thì khinh khi, ai vừa ý mình thì thương mến, giúp đỡ, trái ý thì oán ghét, ép chí triệt hạ. Đó là nhân của thất đức. Cha mẹ thấy đứa con nào dễ thương thì nuông chiều, muốn chi cũng được, còn đứa nào không được thì khó khăn chửi rủa, làm con thì ngỗ nghịch bất hiếu, anh chị em trong gia đình không biết đoàn kết thương yêu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, tranh giành hơn thua từng chút, làm cho gia đình xào xáo, cha mẹ buồn rầu, đó là nhân mất đức. Con rể giàu sang, khi về quê vợ thì anh chị em dòng họ bên vợ ra tiếp đón nồng hậu. Ngược lại, chàng rể nghèo khó thì khinh khi, không ai ngó ngàng tới. Làm con rể, khi thấy bên vợ làm ăn khá giả,
thì lòn cuối đi nhờ vả. Nếu cha mẹ vợ nghèo khó, có khi hữu sự thì lánh mặt, hoặc khi uống rượu vô thì chửi rủa những người thân bên vợ. Con dâu xuất thân nhà giàu sang, có nhiều của hồi môn, thì cha mẹ, anh chị em bên chồng kính trọng, có lỗi lầm gì cũng bỏ qua. Nếu là con dâu nghèo, thì khi dễ hành hạ đủ điều. Làm dâu, hễ mình có sắc, có tài, khi mẹ chồng nói một câu thì trả lời 5-7 câu, xem thường gia đình bên chồng. Lại còn đem những chuyện không tốt của người thân bên chồng rêu rao bên ngoài, thiếu dệt, đấm thọc, làm cho những thành viên trong gia đình hiềm hận lẫn nhau. Đó là nhân mất đức. Vợ chồng chung sống không biết lấy nhân nghĩa, đạo đức đối xử với nhau. Khi chồng làm ra tiền thì vui vẻ, anh em ngọt ngào. Khi chồng không làm ra tiền thì buồn phiền chế trách, không quán xuyến công việc nhà, lại còn bài bạc. Người thân bên chồng đến thì sợ ăn hết của, còn bên nhà mình tới thì vui vẻ giúp đỡ. Làm chồng thì thô lỗ, độc tài, tiền phát gạo đông. Bên mình muốn gì thì cũng được, còn bên vợ thì chẳng màng tới, lại còn cờ bạc, cá độ, hút chích, ăn nhậu phung phí, bồ bịch lăng nhăng. Người đời thấy thế, khuyên lơn không nghe, còn chửi mắng, đánh đập. Đó là nhân tổn phước mất đức. Làm thầy không công bình chánh trực, trò nào lo cho mình thì hết lòng yêu thương, tạo điều kiện giúp đỡ, còn ghét thì khó khăn, chửi mắng, đánh đập, dạy cho lấy lệ. Làm trò thì không biết kính trọng thầy, lười biếng, ham chơi, không lo học hành. Thầy răn dạy không nghe, còn cãi lại phản thầy, lừa bạn. Đó là hạng người vô lương tâm, thiếu đạo đức. Bạn bè lúc giàu sang thì thân thích nhờ vả, khi nghèo khổ, hoạn nạn thì lẩn tránh, sống không có tình nghĩa, chỉ biết lợi dụng lòng tốt của bạn để trục lợi. Đó là hạng người giống ân, bất đức. Làm chủ, ỷ mình giàu sang, ăn xài phung phí, hành hạ tôi tớ, bắt họ phục vụ một cách quá đáng, như mặc đồ chưa dơ, bảo người giúp việc phải giặt. Ngồi ăn ở tầng dưới không chịu, đầy đọa sai người ta bưng lên lầu 3, lầu 4 mới chịu ăn. Những chuyện không đáng cũng sai khiến đủ điều, lại hay chê trách chửi rủa ôm sòm. Còn làm tớ thì tham lam, lười biếng, không làm tròn bổn phận, đợi tới tháng, lãnh lương, chủ chỉ dạy thì không biết sửa sai, còn tìm cách hại lại. Đó là những kẻ bất nhân, thất đức. Làm vua thì mê tửu sắc, thưởng phạt bất minh, rượu cao thuế nặng, hà khắc dân chúng. Làm quan thì thượng đội hạ đạp, lạm dụng của công, đàn áp dân lành, làm chuyện gian ác, vô trung bất chánh. Đó là kẻ ác nhân, ác đức. Mua gian bán lận, giành giật hàng, trăm mưu ngàn kế hãm hại đối phương, chẳng chút từ tâm, miễn sao cho mình được nhiều tiền lắm của, không nghĩ tới quyền lợi đời sống của người khác. Trong việc làm ăn, mua bán, dành hết quyền lợi về mình, làm cho gia đình người ta lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Đó là những kẻ quá tham lam, hiểm độc và thất đức. Đồng nghiệp thấy người khác hơn mình thì ganh ghét, đố kỵ, bêu xấu, thua thì khinh khi. Những điều hay lẽ phải thì che giấu, sợ người ta hơn mình, phô bày chỉ dạy những điều sai lầm để cho họ thất bại rồi chê cười. Đó là những kẻ mất hết nhân tính, tổn giảm phước đức. Trong tình cảm nam nữ, lợi dụng lòng yêu thương của bạn, đòi hỏi đủ thứ, lừa dối phụ bạc, mới chủ cũ dông, đó là kẻ bạc ngắt thất đức. Nói chung những chuyện gì làm khổ người hại vật, gây tạo thập ác, tức là kẻ ác nhân thất đức. Còn người nào biết tu thập thiện, chứng tỏ là người nhân từ đạo đức. Người không có đức, trong tâm trí họ, lúc nào cũng nghĩ đến danh lợi, tình tiền, chẳng màng đến nhân nghĩa, công bình bác ái, lẽ phải là gì. Lúc nào cũng giành quyền lợi và phần phải tốt đẹp về mình, không cần nghĩ đến ai. Hạng người như thế là tự mình gây ra tạo ác nghiệp,
tức là phải lãnh lấy ác báo. Nhân quả nghiệp báo lưới trời lồng lộng, nhưng báo ứng rất mau.